Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Và trước màn hình của cô chú anh chị bạn ngay vị trí này đó là những hình ảnh của cái nút giao thông Ngọc Hội và cầu vượt Ngọc Hiệp vậy. Đoạn chỗ này xe đồ đang chuẩn bị tập kết để mà trải thảm nhựa cho cái con đường. Cái đoạn này là cái nhánh số 3 này quý vị, hướng từ trên Diên Khánh đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang. Ở mấy bên kia đường là họ vừa mới được trải nhựa xong rồi nè. Công trình cũng đang thi công gấp rút để mà kịp tiến độ vào ngày 2 tháng 9 tới đây sẽ được thông xe vậy. Đó, mấy bên tay trái vậy là họ vừa mới trải thảm nhựa xong nè. Mấy bên này của nhánh số 3 thì lâu nay xe vẫn đi hướng xuống trung tâm thành phố Nha Trang lâu nay rồi. Và đến ngày 2 tháng 9 thì sẽ thông xe 3 phần 4 nhánh quý vị. Và cái vòng xuyến của cái nút giao thông Ngọc Hội và cái cầu vượt Ngọc Hiệp. Hiện tại công trình đang lắp thành lan can quý vị. Đó, công nhân họ đang làm ban đêm luôn để mà thi công lắp cái thành lan can để hoàn thiện công trình. Mấy chỗ này đó họ đã tháo hết những cái tấm tôn trắng ra rồi vậy. Cái vòng xuyến này đó, chạy xung quanh bên tay trái của chú chị bạn là cái vòng xuyến. Còn cái nhánh số 4 nữa, nhánh số 4 thì đang còn vướng mặt bằng cho nên là chưa có thi công được. Ở đoạn này cũng đổ nhựa rồi này mới xong rồi nè. Như vậy mấy bên tay trái của chú bạn cái hướng đi từ trung tâm thành phố đi lên Diên Khánh đó, là đã trải nhựa xong rồi nè. Bây giờ họ đang thành lan can cũng lắp xong rồi, bây giờ hình như là họ đang lắp cái phần đèn chiếu sáng nữa. Như vậy là ngày 2 tháng 9 quý vị có thể đi từ trung tâm thành phố Nha Trang đi lên Diên Khánh trên mấy bên kia đường. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của đường phố cũng như em sẽ đi vào một ngôi chùa vị ngày lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7 vị. Em sẽ đi vào chùa Long Sơn. Bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn đi xuống chùa Long Sơn nha. Ngay chỗ này là cây cầu chợ mới nè, xuống chùa Long Sơn để vào chùa nha vị. Chùa Thắp Hương cầu bình an vào ngày rằm tháng 7. Thì nói đến lễ Vu Lan là vào ngày rằm tháng 7 hàng năm mấy vị, là một trong những cái ngày lễ chính của bên Phật giáo và nó xuất phát từ sự ký tích là Bồ Tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Kiếp ngạ quỷ là cái kiếp mà gọi là quỷ đói á vị. Thì Vu Lan đã trở thành một cái ngày lễ hàng năm để mà tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, thì nhắc nhở mọi người biết trân trọng những gì mình đang có và nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, mà làm những cái việc mà nó hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và cũng như là cái lòng biết ơn. Ở đoạn này là nó gần tới chùa Long Sơn các vị, gần ngay chỗ này là siêu thị Lotte Mart này. Chùa Long Sơn là một trong những ngôi chùa rất là đẹp, nó là ngôi chùa được rất là nhiều du khách đến tham quan, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nha Trang. Ở phía trên của ngôi chùa là cái đồi Trại Thủy. Thì ở trên đồi Trại Thủy đó là có cái tượng Kim Thân Phật Tổ, mọi người hay gọi là tượng Phật Trắng. Buổi tối quý vị đi trên con đường 3 tháng 10 này có thể nhìn thấy được cái tượng Phật Trắng đó, rất là nổi bật. Vực
này của đường 3 tháng 10 thuộc phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. Con đường 3 tháng 10 này là chuyên kinh doanh buôn bán vậy. Đó. Chỗ này có trung tâm Anh ngữ nè, ngân hàng nè, điện máy rồi các shop quần áo. Ở bên trái của chú chị bạn đó là những hình ảnh của chùa Long Sơn. Giờ này em đi thì cũng hơi trễ rồi vậy, cho nên nó cũng vắng rồi. Đa số mọi người đi chùa vào buổi sáng nhiều, với lại buổi tối thì họ đi sớm mà, đi từ lúc chiều. Giờ này em đi cũng trễ quá cho nên nó vắng rồi. Dạ, và đây là những hình ảnh của chùa Long Sơn vào ngày rằm tháng 7 vậy. Tối rằm tháng 7 nè. Ngày lễ Vu Lan. Phía trên là cái tượng Phật trắng. Giờ này mọi người cũng còn đi chùa. Chỗ đây có bán nhang rồi bán hoa hồng cài áo. Này, phía ngoài cổng đi vào ấy. Bên kia là cái quán cơm Thiền Diệt. Này bán dây chuỗi rồi. Mọi người đang vào chùa để mà nhang cầu bình an. Rồi sau bên trong này thì không có nhìn thấy được cái tượng Phật nữa vậy. Hình như giờ này ở bên trong chánh điện đóng cửa rồi. Bên trong chánh điện đóng cửa rồi, mọi người chỉ thắp hương ở phía ngoài này thôi. Rồi, tắt điện luôn rồi. Đa số thì mọi người đi vào buổi sáng, buổi sáng đi đông, với là tối thì đi sớm, giờ này cũng hơi trễ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa, tắt điện hết tối thui rồi. Và bạn nãy giờ đi chùa về đó vị và ghé đây cho mấy đứa nhỏ nó ăn chè. Đây là một cái quán chè sinh tố rồi hương nắng, nó nằm trên đường 3 tháng 10 cũng em thấy đông khách ăn lắm vị. Ở đây thì nó cũng ngon mà rẻ nữa. Chè thì tầm khoảng 18.000 tô rồi thôi à. Sinh tố rồi cũng vậy, cũng 15, 18 rồi 20k à, rẻ lắm. Có như cam nha đam rồi nè, rồi cam cà rốt. Các cái thức uống cũng rẻ. Chỗ này nó vừa rẻ vừa ngon, khách ăn em thấy nhiều lắm, đông. Và đây là cái tô chè gọi là sâm bổ lượng, nó có nha đam nè, có hạt sen nè, có nhãn nè, ăn cho nó mát, hạt é nữa. Rồi, thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại ạ. Một cái lớp như